Rồi, ta bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học sang một cái chức năng rất quan trọng nữa của cái Scratch này. Tức là hôm trước chúng ta đã học là các nhân vật có thể di chuyển đúng không? Chúng ta học những cái lệnh trong cái nhóm là Motion này, các lệnh di chuyển này. Đây là nhóm này là di chuyển trên màn hình này. Mà màn hình của Scratch ta biết rồi là màn hình chữ nhật, cùng có tọa độ. Điểm ở giữa màn hình là tọa độ là 0,0. Nó có chiều dài là 480 và chiều cao là 360 điểm. Như vậy là cái tọa độ của cái hình chữ nhật này ta biết rồi. Góc bên trái, góc bên phải trên màn hình là 240 180. Góc bên phải, góc bên trái dưới này ở đây này là âm 240 và âm 180 nhé. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ học một cái lệnh rất quan trọng là cái lệnh là khi mà chúng ta cho cái con vật nó di chuyển ấy thì nó có thể là vẽ ở trên màn hình. Thì tất cả cái đó nằm ở trong cái lệnh, tất cả những lệnh liên quan đến vẽ là nó nằm ở trong cái nhóm là pen. Đây nó hiện ra đây, ta bấm đây, ta chọn cái từ đơn pen nhé, này pen này. Pen là những cái lệnh mà đây là cái lệnh dùng để vẽ. Mà vẽ là gì? Là khi có con vật ý, mà nó di chuyển trên màn hình ý, là nó sẽ để lại cái vết trên màn hình. Và cái vết đó chính là một cái đường đi, chính là để lại bằng cái vết là bằng cái như là cái bút vẽ đó. Chúng ta chú ý đây có một số lệnh quan trọng nhé. Thì khi vẽ thì là chúng ta có cái hai lệnh rất quan trọng là mặc định khi mà con vật nó di chuyển ý, thì nó không vẽ và phải thực lệnh pen down thì nó bắt đầu nó vẽ. Chúng ta cảm tưởng những cái con vật này nó làm cái bút chì ấy, là cái bút ấy bình thường thì nó nhấc lên, khi mà ta bấm lệnh là pen down thì nó hạ bút xuống, thấy chưa, nó bắt đầu vẽ. Khi thực lệnh là pen up thì nó lại nâng bút lên và nó không 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 vẽ nữa. Như vậy là bắt đầu vẽ sau lệnh pen down và trước khi vẽ là lệnh pen up, thấy chưa. Đó, bây giờ ta thử làm nhé. Ngoài ra còn có lệnh này, lệnh quan trọng đây lệnh là đặt màu cho cái bút vẽ. Còn đây là lệnh là đặt kia độ rộng của bút vẽ là lệnh này. Trước mắt chúng ta chú ý là có bốn lệnh này là chúng ta phải nhớ nhé. Lệnh hạ bút để bắt đầu vẽ này, lệnh nâng bút để dừng vẽ này, lệnh đặt màu cho cái bút vẽ và đặt lệnh này đặt kích thước của bút vẽ. Kích thước đây là tính theo cái điểm trên màn hình đấy. Điểm trên màn hình. Mà chúng ta làm thử nhé. Bây giờ chúng ta làm thử như này nhé. Bây giờ giả sử chúng ta cho con mèo chuyển động vô hạn trên màn hình đi. Ta vào cái lệnh, cho nó vào cho nó chuyển động vô hạn trên màn hình nhé. Đây, ví dụ. Bây giờ chọn cái lệnh cho nó forever và nó di chuyển. Đầu tiên ta cho con mèo là nó quay về một hướng, dùng cái lệnh là point in direction và nó chọn cái hướng ngẫu nhiên nào đó nhé. Chúng ta vào cái operation và chọn cái hướng ngẫu nhiên đây. Đây là cái lệnh là chọn cái đây là cái lệnh mà tạo một cái số ngẫu nhiên. Chúng ta đưa vào đây. Thì chọn cho nó một cái hướng ngẫu nhiên từ 0 cho đến là ví dụ như đấy là 90 độ chẳng hạn. 90 độ. Đó. Chúng ta đưa cái này vào đây. Đưa trên cùng rồi nhé. Rồi vào cho nó chuyển động này. Chuyển động với cái tốc độ là 10 bước. Và liên tục chuyển động, khi nào gặp cạnh thì bật trở lại. Tôi dùng lệnh này. If on edge, bounce. Đây nhé. Đấy. Được chưa? Thế bây giờ ta thử, bây giờ ta chưa vẽ vội nhé. Bây giờ ta chưa được chuẩn bị vẽ, để đây này ta sẽ dùng sau nhé. Bây giờ ta cho con mèo nó chuyển động này. Bấm vào đây nhé. Đấy. Thấy không nào? Đấy. Như vậy là mèo chuyển động ngẫu nhiên thì biết rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho mèo nó bắt đầu nó vẽ này. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ chúng ta cho cái lệnh là pen down ở ngay ở trên này. Là nó bắt đầu vẽ. Này, pen down đây. Và chúng ta thiết lập màu cho nó. Màu đây, ta để ở đây chẳng hạn. Thì đây là cái lệnh mà khi bắt đầu nó di chuyển ấy thì nó là hạ bút xuống và đặt màu là như thế này. Được chưa?
và nó sẽ vẽ liên tục. Ta chạy thử nhá. Bạn có thấy không nào? Mà nó là vẽ các hình ở trên màn hình đấy, phóng bật to cho ta nhìn nhá. Đấy. Thấy không nào? Đấy thì ta thấy là cái mèo là nó vẽ như thế nhá. Dừng lại này, đó. Anh mà ta thấy là cái lệnh là pen now, pen up nó là như vậy nhá. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm ta vẽ thêm, để chúng ta sẽ làm các cái lệnh nó khá hơn một chút nhá. Thế bây giờ để cho chúng ta có thể mô phỏng cái bút bút vẽ hay hơn là chúng ta thay cái hình con mèo này bằng cái hình cái bút ấy, nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào đây và chúng ta bấm đây, chúng ta bấm vào đây nhé. Mà chúng ta vào custom, chúng ta sẽ xóa đi cái con mèo này. Để tôi xóa đi. Xóa đi và tôi bấm đây, tôi tìm một cái nhân vật khác thay cho con mèo này. Đấy. Và tôi tìm hình cái bút nhá. Trong phần mềm là trong Scratch tôi có sẵn cái hình cái bút rất là hay mà chúng ta thường xuyên dùng nó để vẽ. Đây, tôi kéo xuống dưới này đi. Nó ở vần P. Phần P nó là cái tiếng Anh nó là pencil nhá. Chúng ta kéo xuống một tí, chịu khó kéo xuống một tí. Đây là phần H còn dài lắm. Kéo xuống đi. Đây là pencil này, đó nhá. Đây là cái bút đây nhá. Chúng ta có thể cho nó nhỏ lại một tí cũng được. Đây mình tôi cho nó bé lại một tí nhá. Bút đây rồi nhá. Bây giờ ta xóa cái này không có này nữa. Đây cái bút đây này. Bây giờ cho nó lên là kích thước, biển thì cho cái size của nó nhỏ đi nhá. Đây là cái chỗ này để ta điều khiển cái bút, là kích thước của cái bút. Thì để cho nó là 40% thôi nhé. Đấy, coi to hồng thị cho đẹp. 60 đi. Rồi. Bây giờ chúng ta chạy thử lại nhá, chạy thử lại cái lệnh của chúng ta này, thử lại này. Xem là cái gì nhá, này. Bạn có thấy cái bút tôi vẽ chưa? Có nhìn thấy không nào? Có thấy bút vẽ không? Và có chú ý thấy thì không là bút nó vẽ, nhưng mà thấy là nó vẽ ở cái giữa của cái bút. Vì sao lại như vậy nhỉ? Là bởi vì là mỗi một cái nhân vật ấy là có cái tâm của nó, tâm nó ở giữa nhân vật đó và cái nét vẽ nó bắt đầu từ cái tâm của cái bút của cái con nhân vật. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi cái tâm nó đi. Bây giờ chúng ta bút nhé, chúng ta vào custom và chúng ta sẽ thay đổi tâm của nó ở đây nhé. Bây giờ cho sửa lại nhỏ lại này. Thì ta chú ý là nó có cái mà như thế di chuyển nó vào tâm, tâm ở đây này. Đấy, di chuyển đây là di chuyển cái đầu bút, tâm vào cái đầu bút. Thả ra. Rồi, thì bây giờ chúng ta cùng xem lại nhé, lệnh nhé. Bây giờ thầy sẽ xóa đi này. Thì cái lệnh trong cái lệnh pen ấy, trong cái ở trong cái pen nó có một cái lệnh xóa là lệnh clear. Lệnh này này, lệnh này là lệnh xóa này. Lệnh xóa nhé. Thì bây giờ để lệnh lên đầu đi, đến đầu luôn nó xóa nhé. Chạy muốn chạy là xóa, bây giờ ta chạy xem thử nhá. Bạn thấy chưa? Bạn thấy là cái bút nó vẽ là cái nét bút nó vẽ ở cái đầu bút chưa? Đó. Thì chúng ta chú ý là khi mà chúng ta muốn mô tả mà dùng cái bút để vẽ thì chúng ta sẽ thay đổi cái tâm của cái bút đó vào đầu của cái bút thì hình vẽ nó rất là chuẩn. Bạn thấy chưa, hình nó đang vẽ chưa? Rồi. Nhưng mà đây là cái bài đầu tiên mà thầy muốn nói về cái cách mà chúng ta điều khiển cái lệnh vẽ ban đầu. Thì chúng ta đi vào những bài tập mà cụ thể hơn nhá. Bây giờ dừng cái màn này lại ở đây. Bây giờ thầy new một cái file mới và thầy sẽ. Rồi, thì bây giờ thầy sẽ vẽ. Bây giờ thầy sẽ làm cái bài tập trên màn hình, thầy vẽ một hình vuông này, vẽ một hình tam giác đều và thầy sẽ vẽ một cái hình tròn cho các bạn xem nhá. Thì bây giờ muốn vẽ thì trong cái lệnh vẽ thì ta không nên dùng con mèo mà ta nên dùng hình cái bút. Thì thầy bây giờ thầy có thể bổ sung vào đây. Ta bổ sung được cái bút đi. Ta có thể tìm trong nhau, tìm những cái nhóm này là cái nhóm gì? Là cái nhóm này à, không phải cái nhóm này, là cái nhóm mà nhìn từ đầu cho yên tâm đi. Thì gõ cái đây pencil này nhá, bút vào đây nhá, cái bút đây rồi, cho nhỏ lại một tí đi, 60 rồi, xóa con mèo đi, bấm vào đây và bấm đây là xóa, nhưng mà còn một cái bút thôi nhá.
Rồi thì bây giờ thầy sẽ làm bước tiếp theo là thầy cho cái đổi cái tâm của cái bút vào cái đầu con này. Thầy bấm vào đây. Bấm vào đây để cho nó nhỏ lại nhé. Rồi thầy bôi chọn cả cái bút và thầy di chuyển. Di chuyển đầu bút vào đây, tâm vào đâu vào đây này. Đó, tâm nó ở đây nhé. Thả ra. Như vậy tâm nó ở đầu bút rồi. Và bây giờ chúng ta có thể bắt đầu lập trình. Bây giờ chúng ta lập trình như sau này, chúng ta cho bút từ ở đây nhé và chúng ta vẽ cái hình vuông. Chúng ta cho bút chuyển về đây đi. Này. Được chưa? Thì đây nhé. Và chúng ta bắt đầu thực hiện cái lệnh là vẽ. Hiện nay là hiện nay là cái em cái bút này là đang có cái hướng có cái góc hướng là 90 độ, tức là hướng sang bên phải. Chúng ta sẽ vẽ sang bên phải trước này. Xong chúng ta làm cái lệnh vẽ theo hình một cái hình vuông ở đây nhé. Đây tôi lập trình cho các bạn xem thôi, rất là dễ thôi. Đây nhé. Bây giờ thầy sẽ đặt này. Bây giờ thầy sẽ đặt cho nó vào cái pen này vào nhé. Đầu tiên vào là thầy xóa đó. Xóa hết đi, bước tiếp đầu vẽ là xóa hết này. Sau đó là bắt đầu như sau nhé. Bút này là hướng về bên phải. Được rồi, thầy sẽ làm cái lệnh. Là quanh. Quay sang bên phải, được chưa? Rồi, và tiếp theo là thầy sẽ cho cái lệnh là gì? Là cho cái cho đi nó lặp 4 lần để vẽ cái hình vuông này, này. Lặp là 4 lần thì nó sẽ di chuyển vẽ hình vuông có cạnh là có cạnh là chiều dài cạnh của nó là 100 chẳng hạn 100 nhé và nó di chuyển nó quay sang bên trái 90 độ 90 độ 90 độ thì đây chính là cái lệnh mà nó sẽ vẽ thành một hình vuông đấy. Bây giờ cho nó dừng một tí cho nó đẹp. Chạy thử như này nhé, nhanh quá nó vẫn biết ra đây đi, ra đây nhé. 100 là ít quá thì để 150 đi nhé, chạy thử này. Nhìn thấy chưa? Hãy bây giờ ấy thử lại nhé. Thì cho nó màu luôn này, đặt màu luôn này. Rồi bắt đầu ở đây là pen down, pen down ở đây đặt màu ở đây và khi vẽ xong thì pen up. Đấy, để chạy thử nhá, thấy không? Đó bây giờ thì có thể thật là nhanh thì có thể đây để là 0.2 đi. Đấy, lại nhé. Đấy, thấy không nào? Như vậy là các bạn thấy là cái cách mà chúng ta vẽ một hình vuông là lặp 4 lần xong đi theo chiều ngang đi về phía trước là 150 thì như thế nhé. Đây là chiều dài của cạnh hình vuông và xoay trái là 90 độ. Đấy. Thì đây chính là cái lệnh, là cái nhóm lệnh để mà để mô tả một cái hình vuông. Thì chúng ta giả sử thầy vẽ lại là không phải hình vuông mà hình tam giác đều. Thì ở đây chúng ta sẽ chuyển ở đây là số 3 tam giác đều. Và cái góc này. Ta chú ý là cái quay góc này, cái số này nhân số này nó phải là 360 độ thì nó xoay tròn một vòng mà. Thì nếu mà là đây nó phải là 360 độ chia 3, đây sẽ là để đây là 120 độ thì nó sẽ là vẽ tam giác đều. Chị thử nhá. Đấy, tam giác đều. Không nào. Vậy là 3 nhân 120 thì là hình tam giác đều. Bây giờ thầy đây sẽ để thầy số 5. Số 5 mở đây là mấy? Đây là đây nó sẽ là bao nhiêu? 360 trên 5 là bao nhiêu? 360 trên 5 sẽ là 72. 72. Được chưa? 72. Rồi, thử nào. Đấy. Tổng quát luôn nhé. Muốn vẽ một đa giác cái N cạnh tổng quát đấy. Thì ở đây nó sẽ là cái số N đó. Còn số đây là 360 trên chia số đó. Đây nó sẽ là số đó. Nhé. Tổng quát nhé. Ví dụ thầy vẽ một cái hình tam giác là 12 cạnh đều. Thì ở đây nó sẽ là 360. Ở đây là 360 chia cho 12. Và đối với 12 thì là đấy 360 nhé. Chia. Xin lỗi. Không phải để chia đấy được. Mà muốn chia tôi phải làm như sau. Muốn chia tôi phải vào operator và chọn phép chia. Xin lỗi. Này phép chia này. Đó. Ở đây là 360 chia cho 12.
Được chưa? Đó. Và đối với 12 đây phải là nhỏ chia đây ta để là 50 thôi, thử 50 nhá. Đây, thử đây. À, thế để vào đây cho nó để vào gần đây nhé. Rồi. Đó, thấy chưa nào? Đó, cho nên là đây là cái cách mà chúng ta vẽ bìa muốn vẽ tổng quát là mình sẽ cho cái số này mà tăng lên rất nhiều ấy. Thì khi đã đều rồi nó còn như hình tròn. Vì ta thử tăng lên số này là 50 nhá. 50. Ở đây sẽ là 50. 50. Còn ở đây ta để nhỏ hơn đi, ta để xuống còn là 5 lên chẳng hạn. Thì ta tự vẽ hình tròn chúng ta thử nhá. Đấy. Bạn có thấy không? Với hình tròn ở đây chúng ta có thể bỏ cái ô lệnh quay đi. Nó sẽ nhanh nhanh hơn nhé. Đây thầy để đây là không phải 50 mà đây là 10 nhé. 10 thầy thử nhá. Thấy chưa? Đấy như vậy là mà chúng ta đã biết được cái cách mà chúng ta vẽ vẽ một cái hình tròn hình đa giác đều là xuất phát từ một điểm bất cứ kỳ ở đây nhé. Góc ban đầu là góc nhìn sang bên phải mặc định, và chúng ta có cái lệnh là repeat n, cái số n là khá lớn với 50 chẳng hạn, múc một đoạn bất kỳ, sau đó là quay một góc là bằng 360 chia cho số này chia 50. Thì đây là cái đoạn chương trình ngắn ấy là để cho nó chuyển động trên cái đường tròn. Thực ra đoạn này chính là cái đoạn mà vẽ một cái hình đa giác đều 50 cạnh, nhưng mà hình đa giác đều 50 cạnh nó rất là bé nên chúng ta cảm giác như đây chính là hình tròn. Đấy, được chưa? Thì thầy nói thêm cái cho các bạn cái lệnh mà thay đổi màu nhé. Muốn thay đổi màu thì bấm vào đây là chọn màu. Đấy. Thì khi chọn màu thì nó có ba cái giải. Cái giải trên cùng này là chọn cái màu sắc, cái giải màu. Giải màu đánh số từ 0 cho đến gì? 0 cho đến là 100. Đây cái giải màu, thấy không nào? Đây là cái giải màu nhá. Còn ở đây là cái độ đầy của cái màu đó, nhạt, đậm đậm hay là đầy của cái màu đó. Còn đây là cái độ sáng tối của cái màu đó. Đấy, thấy bạn thấy không nào? Ta cứ để vào giữa đây là vừa. Đây là màu nhé. Đây là cái giải màu này, các bạn thấy giải màu này nó là cái giải màu này nó như là bảy bảy màu của cầu vồng ấy. Đấy, xanh thì ở đây nhé. Đấy. Bây giờ sửa thầy muốn chỗ này muốn tăng kia, thầy muốn tăng cái độ rộng nó lên thì dùng thầy phải kéo cái lệnh pen nó vào và kéo cái lệnh là set pen size ra. Đấy, ở đây thì tăng lên đây không phải là một, tăng lên là 5 chẳng hạn thì nó rộng là ngay. Chạy thử nào, thấy chưa? Đó nhé. Để chúng ta muốn cho nó rõ ràng hơn thì chúng ta cho nên cái lệnh là khi bắt đầu chạy thì cho cái gân cho cái bút nó go to đến vị trí nào đó bất kỳ mà ta muốn thì go to. Tự nhiên là go to đến vị trí nào đó, ví dụ muốn to đến vị trí chẳng hạn như là -100. Đây là -100 chẳng hạn. Đó. Đây. Đó. Thì muốn cho một tròn nó bé lại, chúng ta ở đây chúng ta cho cái hình này nó bé lại, vì cho cái đoạn này nó ngắn lại, như ta để lại là 4 chẳng hạn, thì nó hình với hình nhật hình tròn nó bé tí thôi. Nhé, vậy là cách chúng ta vẽ cái hình tròn này chưa? Thế bây giờ thầy sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ thiết kế một cái chương trình và để vẽ hình bông hoa nhá. Vẽ hình bông hoa. Thì cùng các bạn cùng cùng làm cái bài tập này nhé. Vẫn dùng cái bút chì này thôi. Vì chúng ta sắp xoát từ điểm 0 này, chúng ta vẽ là một cành, hai cành, ba cành, bốn cành, năm cành, và đầu cành này chúng ta vẽ bên tròn nhé. Vẽ hình mà đây là cái bài tập rất rất điển hình của cái bài tập liên quan đến vẽ ở trong chương trình Scratch. Ở trong mọi bất cứ một cái bài tập của sách nào cũng đều có cái bài tập này nhé. Thế vì chúng ta làm lại ngay ở trên hình này thôi, chúng ta xóa này, chúng ta làm lại nhé. Rồi làm lại này, bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta khi bắt đầu chạy chúng ta cho là nó là xóa hình như này, và chúng ta cho cái bút vẽ chúng ta là di chuyển đến gì, đến vị trí là không không, chúng ta bắt đầu là đến là không nhá, không không. Rồi thế bây giờ mặc định của nó là cho nó là chuyển đến cái này là nó xoay sang bên trái, bên phải là 90 độ, xoay bên phải.
Thì đầu tiên thầy vẽ cái các cành hoa trước nhé, điểm không ở đây nhé. Thầy cho nó chuyển động là vẽ ví dụ cái cành hoa đây có chiều dài là ví dụ là chiều dài là 60 chẳng hạn, thì thầy làm như sau nhé. Thật sự ta vẽ cái bông hoa là nó có ba cánh. Thì chúng ta cần gì? Chúng ta cần cái lệnh lặp là 3 lần. Các bạn cùng cùng nhìn nhìn thầy làm nhé, 3 lần. 3 lần. Được chưa? Cái là như sau. Bây giờ cái làm như sau này, chúng ta sẽ vẽ này, muốn vẽ thì chúng ta cho lệnh pen down vào ở đây. Trước khi vẽ là cho lệnh pen down là bắt đầu vẽ nhé. Thì cái vẽ bạn ta vẽ cạnh trước này. Chúng ta cho cái bút là chuyển động về phía trước. Nó đang ở đây đang đang xoay xoay bên phải là 90 độ mà. Chuyển về phía trước ví dụ như là 100 đi, giả sử ta vẽ một cái bông hoa có cạnh chiều dài là 100. Được chưa? Nó đi phía trước 100. Sau đó là nó sẽ lùi lại, ta làm phải lệnh nó phải vẫn phải lùi lại, nó ta gọi trừ 100 nó lùi lại nhé. Trừ 100. Sau đó là nó xoay xoay bên trái. Xoay bao nhiêu? À, ta muốn là cái bông hoa này là ba cạnh, ba cái nhánh, thì ở chỗ này chính là phải là xoay một góc là 360 chia cho 3. Đây chúng ta phải dùng cái lệnh là operator và chọn cái phép chia. Đây, phép chia đây. Chọn phép chia. Ở đây nhé. Đó. Đây là 360 độ toàn bộ cái đó và chia đây là chia số 3. Đấy. Đây là 3, đây là 3 này. Đấy. Thì đoạn này là đoạn mà là nó là cái đoạn mà cái để vẽ được cái tâm ở đây và ba cái cạnh chính, ta chạy thử xem nhá. Đấy, chưa được. Nó vẽ là ba cái này này. Cái nhất này. Đấy nhá, cái thứ nhất này vẽ sang bên đi đi phía trước là 100 này. Xong lùi lại này, xong xoay bên phải, quay sang bên 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 phải là 120 độ này, đi về đây này, quay lùi lại, quay sang quay bên phải 120 độ nữa đi về đây. Được chưa? Đó. Thì nếu đây ta để là 6, ở đây ta để 6 thì là chúng ta là vẽ cái cảnh cái bông hoa mà có 6 cạnh. Đấy, 6 cạnh. Theo nào, tổng quát luôn đấy. Thế bây giờ thầy sẽ làm thêm cái lệnh nữa là cái lệnh mà ở đầu bông hoa này thì vẽ cái hình tròn. Vẽ cái hình tròn. Nhé. Hình tròn thì chúng ta nhớ là hình tròn chính là cái này này. Chính là cái này này. Đó, chính là cái này là đoạn hình tròn đây này. Thấy không nào? Đây chính là cái đoạn hình vẽ hình tròn nhé. Thì chúng ta sẽ đưa cái này vào bên trong ở chỗ này, ta đưa vào giữa hai cái này, ta đưa vào giữa, đấy, đưa vào giữa đây, và cái đoạn này này là đoạn vẽ cái hình tròn ở đầu của cái này, chúng ta thử chạy thử nhé, đấy, thấy không nào? Đấy, bạn thấy rồi. Như vậy là đây là chỗ này là cái hàng lệnh lặp mà lồng lên nhau. Thế bây giờ thì muốn chỗ này là nó không phải nữa ở ngang, còn chỗ này là nó phải chỗ này nó phải xoay ra bên phải. Được chưa? Xoay bên phải để nó vẽ tròn như này, người ta sửa như sau. Ở chỗ này này. Ở chỗ này này. Thầy sẽ cho nó xoay sang bên phải cho nó xoay sang bên phải, đây muốn xoay bên phải thành 90 độ. Cho chỗ này để nó có thể vẽ hình tròn như thế này. Như này này. Đó. Thì đây thì để cho nó xoay bên phải là 90 độ. Thì đưa nó vào đây. Thì đưa nó vào trên này này. Đấy. Khi vẽ xong thì phải trả lại quay sang bên trái 90 độ để trả lại. Trả lại ban đầu, cho nó vào đây. Đó. Đấy. Thì bây giờ chúng ta vẽ được cái hình đúng hơn rồi đấy, chạy thử nhá. Thấy chưa? Đó. Và đây là cái hình nhà, đây là cái bài toán rất là tổng quát luôn. Đó, được chưa? Vì chúng ta muốn thay đổi cái gì khác chúng ta có thể thay đổi dựa theo cái này. Đấy, vì thầy muốn thêm thêm lên một lệnh nữa là đặt cho màu sắc của nó ở đây. Đặt màu sắc trên cùng này đi. Và đặt bút màu ở đây, đặt cái độ rộng của bút ở đây. Đây là 2 thôi nhé. Đặt màu, đặt lại màu là màu hồng, màu đỏ cho đẹp nhé. Đây. Chạy thử. Đấy, mà chúng ta có thể bây giờ thầy sẽ tổng quát một chút cho các bạn nhé. Tổng quát một chút là chúng ta muốn là vẽ tổng quát là với cái giá trị đây là 6 cạnh, mà thầy muốn vẽ cũng như này nhưng vẽ nhanh, nhưng bây giờ vẽ là không phải là muốn vẽ là 7 7 được không? 7 cạnh, 8 cạnh, 9 cạnh thì làm thế nào cho nhanh? Có thể sửa đây được, sửa đây là 6 thành 8 được.
mà thầy làm như sau nhé. Bây giờ thầy sẽ nói các bạn một lệnh mới tinh, là cái lệnh chúng ta sẽ muốn cho tổng quát thì chúng ta tạo ra cái gọi là cái biến nhớ. Biến nhớ, và biến nhớ chúng ta có thể dùng một, tạo một lần và dùng nhiều lần. Đây thì ở trong cái nhóm lệnh là variable, nó có cái cho phép chúng ta là tạo ra một cái biến nhớ. Biến nhớ biết thầy làm thử cho bạn xem nhé. Đây có cái lệnh là make a variable, là cái lệnh là tạo một cái biến nhớ. Biến nhớ là một cái giá trị dùng chữ, dùng cái ký tự để thay cho biến nhớ, và ta có thể gắn giá trị cho biến nhớ đó. Như tôi muốn lên là đây là cái lệnh là tạo cái bông hoa là 6 cạnh hay là 4 cạnh, ta có thể tạo biến nhớ là n đi, và ta gắn n bằng 3, 4 hay 5 hay 6 thì cũng được. Như vậy thầy đi thầy bấm lên tạo make, tạo ra biến nhớ, bấm vào đây và thầy tạo biến nhớ. Ở đây nó có hai loại biến nhớ là biến nhớ chung và biến nhớ riêng, nhưng mà chúng ta hiểu là biến nhớ chung nhé. Tôi gọi chữ n vào đây, n nhé, bấm ok. Đó, tạo ra n này, đó tạo ra n. Và cái lệnh này chính là cái lệnh để gán giá trị cho n. Bấm đây chọn này, n này. Đó. Bây giờ thầy ở đây thì gán n bằng 5 chẳng hạn nhá. Thì đây cái lệnh này lệnh là gán giá trị 5 cho cái biến nhớ n. Thầy đưa nó vào đây. Thầy đưa nó vào đây. Rồi, rồi. Và bây giờ chỗ repeat 6 này thầy sẽ kéo n này sang, như vậy là repeat nó sẽ lặp là n lần, được chưa? N lần. Và ở đây sẽ ở chỗ này chứ, ở chỗ này này sẽ chỗ này sẽ là n lần đó. Và bây giờ ta đã có một chương trình tương đối tổng quát rồi, có khái niệm là biến nhớ rồi nhá. Bây giờ thầy sửa số 5 lên là số 10 thì sao, chị thử xem đây, thì nó ra nó vẽ cái bình bông hoa là 10 chưa, là 10 cạnh, 10 cái bông hoa. Đấy. Và ta có thể tổng quát, có thể đây tôi phải gọi là 10 hay là 5, 6, 7, 8, 9 tùy chúng ta. Và như vậy cái khái niệm tổng quát nó rất là mạnh, chúng ta có thể gắn một lần thôi. Gắn nên được gắn một lần thôi và dùng nó ở nhiều lần, khỏi phải lặp lại nhiều nơi. Đây repeat n này, đây là chia 360 chia cho n này. Đó. Được chưa? Đây chưa? Đây là một cái lệnh nhà, là một cái bài tập mà tương đối hoàn chỉnh, như thế để sửa n bằng số 5 thì nó ra cái bông hoa là đồng cạnh này. Được chưa? Đấy, đồng cạnh. Đấy, thì tất cả những cái bài tập mà vẽ nó là như vậy, chúng ta chú ý nhá. Thế bây giờ thầy sẽ ghi lại cái bài này cho bài hôm nay. Bài hôm nay là cái buổi số 4 đúng không? Ta ghi vào máy tính để lưu lại cho các buổi sau nhá. Đây là bài số 4. Đây là bài 1 nha. Bạn đã cũng bảo đây đã hiểu chưa? Nhá. Như vậy là như đây là những cái đây là cái bài học đầu tiên liên quan đến cái việc vẽ. Và phải nhắc lại là vẽ thì là nó có cái mấy cái lệnh rất quan trọng. Nhắc lại một số lệnh vẽ quan trọng. Lệnh eraser là lệnh xóa tất cả màn hình đi này. Lệnh pen up là hạ bút, lệnh pen down hạ bút, pen up là nâng bút. Lệnh set pen color là lệnh đặt màu, và lệnh set pen size là lệnh đặt cái độ rộng của bút. Được chưa? Rồi, thì chúng ta sẽ làm tiếp sang bài tập khác. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm lệnh nữa, là lệnh rất quan trọng là lệnh stem. Đây là cái lệnh rất là hay. Lệnh stem là lệnh gì? Là cái lệnh cho phép mà nhân vật đó nó sẽ vẽ trên màn hình đúng cái hình của nó luôn. Đấy. Bây giờ thầy xóa đi, thầy làm lại cái new một cái mới nhé. New một cái mới này. Đây cái mèo đây nhé. Bây giờ thầy stem. Đây bây giờ thầy là thầy cho các bạn thử bấm này. Chạy nó thử này. Đấy nhé, chạy rồi đấy nhé. Thấy không nào? Đây là con mèo này. Đây là cái gì đây? Đây chính là cái hình vẽ của mèo được vẽ lên trên màn hình. Cái này là dùng lập thiện bởi lệnh stem. Nhưng mà lệnh stem là cái lệnh mà là vẽ nhân vật đó ngay trên màn hình. Đấy, thì cái này rất là hay. Bây giờ thầy làm bài tập cho các bạn nhé.
Bây giờ thầy làm bài tập là bây giờ chúng ta có thể phong phú, chúng ta có thể vẽ trên màn hình của chúng ta các con vật ngẫu nhiên trên màn hình được không? Vẽ con mèo, con hổ, con ngựa gì đó trên màn hình được không? Được. Bây giờ là thầy và các bạn sẽ dùng cái STEM này để chúng ta cái học cái bài tập, vẽ bài tập. Bây giờ ta vẽ một cái đồi núi hay là trên sa mạc hay là dòng sông, và ở trên đó có những con vật ở trên đó nhé. Rồi làm thử này. Bây giờ thầy sẽ tạo một nhân vật mới, thầy lên dùng con mèo luôn cho dễ nhé. Con mèo này, bây giờ thầy mèo nhé. Đây là custom mèo, đây có hai con, bây giờ thầy xóa con vật thứ hai đi để con mèo thôi, và thầy sẽ bổ sung nhân vật con mèo này, bổ sung nhiều trang phục khác, và bổ sung trang phục khác là với mỗi trang phục là một con vật khác nhau. Nào bổ sung nào, bấm vào đây nhé. Đây chọn ngay nhé, đây là chọn này, chọn là con gì nào, con gấu này, con gấu nhá, con gấu đây rồi. Bây giờ làm là bổ sung tiếp này, bổ sung tiếp. Bây giờ con gì nào, con bướm nhá, con bướm. Rồi con bướm này, bổ sung tiếp. Ta làm vào một vài con thôi thì các bạn thấy nhá, ta phải tổng quát được nhiều con nữa nhá. Con bướm này, con gì, con khủng long nhá, con khủng long, khủng long, khủng long. 1, 2, 3, 4, chúng ta sẽ vẽ khoảng 5-6 con nhá. Đây nhiều con lắm. Chó nhá, chó. Rồi, nhưng mà thôi được. Đấy, như vậy là đây này, đây là mèo này. Bây giờ tôi xóa cái hình này, mình hình có xóa không? Hình này xóa bằng là bằng lệnh này, những hình này là xóa bằng cái lệnh là erase all. Đây. Xóa. Rồi, đây là mèo nhá. Xem lại là mèo này. Gấu này. Ủa, gấu này phải mèo gấu này. Bướm này. Khủng long này. Có này, nguyện là 5 con nhé. Bây giờ thầy sẽ vẽ như sau này. Thầy sẽ là lập trình là thầy muốn vẽ các con vật này cũng như trên màn hình. Đây là con mèo, con chó, con khủng long ở trên này nhé. Đấy. Và mình này thì muốn muốn cho mình thật đẹp thì thầy đưa nó vào đây. Thầy chọn một cái chọn một cái background cho nó hay hơn nhé. Và vấn đề chọn một cái sân khấu khác đẹp hơn. Rồi, thì cũng hay hay một tí nhé. Để vẽ con vật lên đây, đây. Rồi, chỗ này nhé. Thầy sẽ vẽ lên đây các con vật ngẫu nhiên nhé. Bấm vào đây này. Là thì cùng các bạn lập trình. Đây. Bây giờ lại stem vào đây nhé. Bây giờ sau này bắt đầu công trình này. Chú ý là đây là để cùng thầy dùng các bạn xem này. Đi đấy là để tao hình đi. Nha. Yeah. Đấy, đấy, nó đấy, quả đâu, thấy nó đây quả này. Không được. Ở đây là ta chú ý là con vật này nó có bao nhiêu, là có 1 2 3 4 có 5 đúng không? Ừ. 5 kia trang phục. Bây giờ thầy sẽ lần lượt làm như đấy, sau này. Làm như sau nhá. Thầy sẽ dùng cái lệnh repeat 5 lần. Đúng không? Repeat 5 lần để lần lượt 5 lần. Thôi, đâu mà. Ai thế? Ừ. Không nên nói chuyện với ai nhỉ? Mẹ ơi. Ôi à. Mẹ có học ấy. À, bạn nào tắt loa đi nhá. Tắt loa đi nào. Ai nhỉ? Mà nhà ai nhỉ? Tắt micro đi nào. Rồi ta thử nhá. Bây giờ thầy muốn cho con là nó sẽ hiện ra ở đây một cách ngẫu nhiên. Con chó ở đây, con mèo ở đây, con khủng long ở đây một cách ngẫu nhiên để làm gì? Thì chúng ta dùng lệnh sau đây là chúng ta dùng cái lệnh sau đây để hiển thị một chi ngẫu nhiên trên màn hình. Chúng ta vào lệnh motion và chọn cái lệnh là go to, và cái lệnh nó gọi là random position. Đây là lệnh này. Đây là lệnh là cho con vật đó chuyển động đến cái vị trí ngẫu nhiên trên màn hình. Thì đưa nó vào đây. Yeah. Bản thân cái nhân vật gốc ấy của chúng ta đấy thì chúng ta ẩn nó đi trong ở trong cái nhóm là looks, tôi có một lệnh ẩn đây này, cái lệnh hai là lệnh ẩn nhé. Đây trong nó có hai lệnh này, lệnh show lệnh hiển thị nhân vật, còn lệnh hai là ẩn đi, chúng ta ẩn nhân vật đi, vì đây là bài tập là thầy muốn vẽ mà, cho nên là thầy ẩn nó đi, chuyển đi, nhưng mà cái lệnh stem vẫn ăn đấy nhá. Như vậy ta làm như này, ta đưa lên stem vào đây đó. Như vậy đây là cái lệnh rất đơn giản thôi, là gì, ta xóa
nhân vật chính đi, ẩn đi, tức ẩn đi chứ không phải xóa, ẩn đi khỏi màn hình, và ta hiện 5 lần và di chuyển ngẫu nhiên và stem. Sau đó chúng ta sẽ dùng lệnh nữa để thay đổi trang phục một cách, ta dùng cái lệnh là next costume để thay đổi sang trang phục tiếp theo. Đó thì nó sẽ hiển thị lần lượt là năm cái con vật, năm cái hình ảnh, cái này, hình ảnh ở đây này, 1, 2, 3, 4, 5 nhé. Và nó di chuyển và nó vẽ, dùng cái stem này vẽ chính nhân vật ở trên màn hình. Ta chạy thử nhá, xem có đúng không nào. Đấy, đây là gấu này, đây là khủng long này, đây là bướm này, đây là mèo này, đây là chó. Thế không nào, chạy lại thử nhé. Chuyển lại thì chúng ta phải dùng cái lệnh xóa đã, horizon để trên này này. Rồi, nào xóa nào. Đấy, thấy không nào. Đấy, như vậy đây là cái lệnh cho phép là chúng ta vẽ một cái vườn thú mà con vật là hiển thị một cách là ngẫu nhiên trên màn hình. Nó to quá, chúng ta có thể là bé lại được không? Bé lại được nhé. Bây giờ thầy làm cho nó bé lại một tí này. Bây giờ con này này, nó to quá. Trời ơi, to quá. Thầy sẽ bé lại, thầy sẽ dùng lại là ta đánh dấu này. Hay mà biết ta bé lại một tí. Bé lại. Đấy, bé lại nhé. Bé lại. Được chưa? Bây giờ con này cũng to quá. Bây giờ chúng ta sẽ bôi đậm nó lên. Đánh dấu và cho nó nhỏ lại. Cho nó vào giữa. Đấy, được chưa? Con này vừa, con này to không, con này không to, con này vừa không. Rồi, chạy thử nào. Đấy, đẹp hơn rồi chưa? Đẹp hơn rồi đấy. Đấy, con mèo nhá, con gấu này, con mèo này, con bướm này, con chó này, con khủng long ở đây. Thấy không nào? Nhưng mà nó hiện thị một cách là ngẫu nhiên. Nên chúng ta mà tăng cái số lượng con vật lên thì hình còn hay hơn nữa nhá. Đấy, như vậy đây là cái bài tập số 2. Bài tập số 2 là cái bài tập mà dùng cái lệnh stem, cũng là một lệnh trong cái nhóm lệnh vẽ đấy, dùng cái lệnh trong nhóm lệnh pen đấy, là dùng để ta vẽ review. Đây là vẽ các con vật trong vườn thú, chỉ đơn giản như này thôi. Dùng cái lệnh là gì, là next costume để ta đổi sang cái trạng thái cái trang phục tiếp theo, và dùng lệnh stem để vẽ. Lệnh go to random position để cho nó chuyển động đến vị trí bất kỳ ở trên màn hình, vị trí ngẫu nhiên nhé. Trở lại này. Đấy, nhưng mà đây là cái bài số 2 của ngày hôm nay nhá. Ta ghi vào là bài số 2 đi nhé. B2. Đấy. Được chưa? Đấy, đó là những cái bài tập tiếp theo của hôm nay chúng ta cũng vừa học một cái lệnh rất đơn giản, là cái lệnh là tạo một cái biến nhớ trong cái nhóm lệnh là variable. Cái buổi sau chúng ta sẽ học sâu hơn về cái biến nhớ này, rất quan trọng nhé. Biết thì nói thêm một chút nữa, một cái lệnh rất là hay, một cái chương trình rất đơn giản nữa, là khi con vật nó di chuyển trên màn hình ấy, nó có thể nhận biết được khi nào thì pha chạm phải một cái màu sắc nào đó. Như ta làm như sau, bây giờ thầy new một cái hình mới, thầy làm cho các bạn thử nhé. Giả sử con mèo đi nhé, bây giờ cho mèo chủ động cũng như trên màn hình. Bây giờ thầy muốn cho thầy vẽ vài cái chỗ màu sắc, như đây là màu đỏ, đây là màu xanh, đây là màu vàng. Nếu mèo gặp màu đỏ thì kêu ôi ôi nhá, gặp màu vàng kêu meo meo nhá, ví dụ thế nhá. Bây giờ làm như sau này, chúng ta sẽ cái chương trình để điều khiển mèo khi mà gặp các cái màu sắc khác nhau thì mèo sẽ tự nhận biết được màu sắc và kêu. Tôi sẽ làm lại bài tập là nếu mèo gặp cái màu đỏ thì kêu là màu đỏ, nhưng mèo gặp màu vàng kêu là màu vàng. Mẹ ở đâu rồi? Chưa. Mẹ ra này, mẹ đến đâu rồi? Bây giờ chúng ta vào cái sân khấu đi. Và chúng ta vào cái lệnh là backdrop, và các bạn sẽ vẽ trên màn hình một vài cái màu sắc nhé. Chúng ta sẽ vẽ một vài cái hình đi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ vẽ, dùng gì để vẽ nhỉ? Chúng ta chuyển sang bitmap đi. Đấy, và chúng ta dùng cái này để ta vẽ này. Đây nhé. Chúng ta sẽ to, dùng bút đây. Ôi 16. Đây là màu này nhé.
chúng ta chọn màu sắc, chúng ta chọn màu màu đỏ đi. Màu đỏ là một màu nhé. Chúng ta đây vẽ này. Đấy, chúng ta vẽ cái màu đỏ ở đây nhé. Rồi, bây giờ thầy sẽ chuyển sang màu vàng đi. Màu vàng, được chưa? Màu vàng thầy vẽ chỗ này. Màu vàng. Màu vàng. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ chuyển sang màu tím nè. Màu tím nhé. Màu tím. Rồi, bây giờ thầy vẽ màu tím ở đây. Được rồi. Thế bây giờ mèo ở đây nhá. Bây giờ thầy lập trình cho mèo này. Bây giờ thầy cho mèo nó bé lại một tí để cho mèo đây nhá. Thầy cho mèo đây, con mèo đây. Bây giờ mèo cho nó nhỏ đi một tí, nhỏ đi 50%. Rồi, mèo đây nhá. Bây giờ thầy cho mèo chuyển động trên màn hình. Nếu mèo mà va chạm phải màu đỏ đây nhá, thì mèo sẽ kêu là đỏ. Mèo mèo đỏ. Nếu mà va chạm vào màu vàng thì kêu là màu vàng. Va chạm vào đây là kêu là màu xanh nhá. Rồi, thì làm như nào? Bây chúng ta lập trình cho mèo này. Lập trình cho mèo di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình, di chuyển chậm chậm nhá. Đây các bạn đây. Đầu tiên cho ta cho mèo nó làm gì? Cho mèo nó xoay về một hướng ngẫu nhiên, dùng lệnh là point in direction. Ngẫu nhiên nhá, chọn một cách ngẫu nhiên đi. Dùng cái ta vào operator và chọn cái này. Pick random. Ta cho nó chạy từ 0 cho đến 90. 90 độ nhá. Đấy. Vậy là di chuyển ngẫu nhiên. Và sau đó cho mèo nó di chuyển ngẫu nhiên và di chuyển vô hạn lần đấy. Ta vào control và vào cái lệnh là forever. Và cho mèo chuyển động chậm chậm thôi. Cho mèo nó chuyển động là dùng cái lệnh là control và lệnh lệnh move. Cho nó move nhọn, cho nó move 11 độ 1. 1 nhá. Học cạnh thì quay lại này. Đấy. Thấy chưa nào? Chậm nhanh thôi nhé. Đấy, bây giờ cho nó nhanh một tí này. Cho nhanh là 2 này, 3 này. Bắt đầu này. Đấy. Được chưa? Đấy, rồi nhá. Đấy. Thì bây giờ lập trình tiếp theo này. Phần này còn khó này. Nếu mà mèo mà va chạm phải màu gì? Va chạm phải màu đỏ thì nó là kêu lên là màu đỏ. Mèo mèo đỏ. Nếu va chạm phải màu xanh kêu là mèo mèo xanh. Nếu va chạm phải màu vàng kêu mèo mèo vàng nhé. Đây thì chúng ta có thể lập trình ngay đây và có thể lập trình sang chỗ khác. Bây giờ thầy cho phép thầy tạo thêm một cái điều khiển, cái sự kiện khác tương đương ở đây nhé. Đấy, tương đương ở đây nhé. Thầy sẽ vẫn chọn cái này nên là forever ở đây. Đây thầy làm ở đây cùng nhớ nhìn thấy nhé. Kiểm tra này, nếu mà mèo mà va chạm phải màu đỏ đấy, thì chúng ta dùng lệnh, vẫn là dùng lệnh if để điều khiển cái việc nếu. Nhưng mà bây giờ chúng ta dùng lệnh gì? If nhé. Thì chúng ta vào lệnh sensing. Và đây là cái nhóm cảm biến. Và dùng cái lệnh là nhận biết màu sắc. Rất quan trọng đây này. Đây là cái lệnh mà để cho mèo nhận biết được màu sắc nhé. Bây giờ nếu mà mèo mà chạm phải màu gì đó, chạm màu đỏ thì sao, chạm phải màu vàng thì sao, chạm phải màu tím thì sao. Đấy thì người ta cho ở đây nhé. Ở đây chúng ta có cái dấu hỏi nên là tôi bấm đây. Đấy. Và đây nó có cái chức năng là có được chọn màu ở đây hoặc là chọn màu ở thế này. Tôi bấm vào đây để chọn màu ở ngoài này. Bấm vào đây nhé. Rồi tôi đưa vào đây. Đấy, vào đây bấm kích một cái là thu được cái màu ở đây. Màu đây chính là cái màu này. Đây là chức năng là lựa chọn màu sắc ở bên ngoài. Mẫu bên ngoài. Rồi, ta đưa vào đây. Đó. Nếu mà mèo mà chạm phải màu đỏ thì sao? Thì sao? Thì như này. Thì mèo sẽ kêu meo meo. Đúng vào đây. Mèo kêu meo meo. Mèo sẽ nói ra. Mèo sẽ nói. Đây. Dùng lệnh là looks để cho mèo nói. Say. Mèo sẽ... nó sẽ đứng lại. Đây lệnh này là cho phép nó đứng lại này, thì đứng lại nó không chạy tiếp này, đứng lại và nó nói là màu đỏ. Màu đỏ. Nó nói xong nó dừng lại trong 2 giây nó mới chạy tiếp nhá. À không,
đây nó vẫn để nó vẫn chạy nhé, để chúng ta phải làm thời bên này hai lệnh rồi là với nhau, bên này nó vẫn chạy, việc thì muốn dừng lại làm thế nào nhỉ, kể ra hơi khó. Thôi được, muốn chạy được thì cho nó vào đây. Thôi được thì tùy các bạn, ta được khiển sau nhé. Thôi được, ta để ở đây 2 giây nhé, để đây 1 giây. Rồi mình làm tiếp tục với hai cái với hai màu vàng nhé. Việc thầy copy đoạn này, thầy làm lệnh if khác thì để thầy có đến có lệnh copy này, bấm chuột phải chọn là duplicate. Đấy, chọn vào đây này. Và ở đây là chọn màu gì? Ở đây là chọn màu màu vàng, bấm vào đây. Bấm vào đây và bấm vào đây, chọn màu vàng. Đấy, chọn màu vàng ở đây này. Màu này chính là màu này rồi này. Đó, thì đây là bấm thì gõ cái dòng chữ ở đây là màu vàng nhé. Màu vàng vẫn là kêu meo meo. Đấy, tương tự như vậy với màu xanh, bấm lên chọn duplicate để ra cái một lệnh khác nữa ở đây. Ba lệnh if này nằm trong cái vòng forever này nhá, bấm vào đây và ta di chuyển sang đây, chọn màu này. Đấy, xong mà bấm những này ta chọn gì, bấm vào đây là chọn màu tím nhá, màu tím xanh đậm, màu xanh thì được, màu xanh tím nhá. Mèo. Rồi, bây giờ chạy thử nào. Từ đầu đấy nhá, chạy thử nào. Đấy, màu đỏ chưa? Màu đỏ chưa? Màu vàng chưa? Nào, xem màu xanh nhá. Rồi. Đấy, màu xanh tím nhá. Thấy chưa? Như vậy là đây là cái chương trình đơn giản thôi, nhưng mà là ta điều khiển mèo nhận biết được đâu là màu sắc gì. Đấy, màu vàng thấy không nào? Màu đỏ này. Đấy. Thì đây là những lệnh mà thầy và nằm trong cái lệnh đây, những lệnh mà là nhận biết màu sắc, người ta gọi là lệnh cảm biến màu sắc, một trong những lệnh rất quan trọng mà hay dùng cho các trò chơi, hay dùng cho rất nhiều chương trình khác, để cho mèo nhận biết các cái nhận biết va chạm này, nhận biết màu sắc này, nhận biết rất nhiều thứ nhé. Đấy, được chưa? Đấy. Rồi này, chúng ta sẽ ghi lại với cái bài tập là bài tập số 3 của ngày hôm nay nhé. Ghi lại này, bài B3. Bây giờ thầy trước khi kết thúc bài hôm nay thì thầy sẽ cho thêm mình những điều khiển để các bạn thấy hay nhé. Ở đây là mèo luôn là tự động chạy đúng không? Nhưng mà thì muốn là thầy mà nháy chuột ở đây, nháy chuột ở đâu thì mèo sẽ lập tức là quay hướng về cái con chó chuột thì làm thế nào? Đấy, lại làm lệnh nữa, lệnh nhận biết được cái con chó chuột là lệnh cảm biến nữa của chuột nhé. Là khi ta nháy chuột lên sân khấu này thì mèo lập tức là quay về hướng của con chó chuột, và ta có thể dùng lệnh đó, ta điều khiển được mèo chuyển động trên màn hình. Thì làm thế nào? Đây là như này đây. Chúng ta sẽ làm như sau này, chúng ta sẽ dùng lệnh này là ta vào sensing, và ta vào sensing và dùng cái lệnh là gì? Là mouse down. Đây là cái lệnh mà cảm biến mèo sẽ biết được khi nào chúng ta sẽ nháy chuột. Đấy, được chưa? Và chúng ta sẽ đưa vào đây, ta đưa luôn vào đây thôi. Nên ta vào lệnh control, mà ta có lệnh if ở đây này, if này. Nếu mà đây, đưa vào đây. Nếu mà mouse down, tức là nếu mà chúng ta nháy chuột thì sao? Thì mèo sẽ xoay hướng, quay hướng về phía con chó chuột. Chúng ta vào motion và chọn cái lệnh là quay hướng. Đây, quay hướng. Chúng ta chọn cái lệnh là point towards, quay hướng về mouse pointer, là quay hướng về con chó chuột. Ta đưa nó vào đây. Lệnh rất quan trọng nhé, lệnh này này. Đó, đưa vào đây. Và trong lệnh này chúng ta đưa vào đây luôn. Đó. Thì khi chúng ta là khi chúng ta nháy chuột ở đây này, mèo đang chạy theo hướng này nhé. Chúng ta nháy chuột lập tức là mèo thay đổi hướng. Hướng về con chó chuột. Và như vậy chúng ta sẽ điều khiển được mèo chuyển động trên màn hình. Ta làm thử nào. Chúng ta chạy phóng to này nhìn nó dễ nhé. Đây. Bắt đầu. Ta xoay chuyển hướng nhé, bấm vào đây này. Đấy, xoay hướng này, xoay hướng này, xoay hướng này. Đó, thấy chưa? Ta cho chuyển động vào màu đỏ nào. Đấy. Bây giờ chuyển động sang màu vàng nhé. Đấy. Sang màu xanh này, màu xanh này. Đấy. Chuyển động. Thấy không nào? Như vậy là chúng ta đã hôm nay học được rất nhiều lệnh đấy. Lệnh này, lệnh là chúng ta là cho lệnh là chúng ta có thể điều khiển con vật chuyển động bằng cách chúng ta chỉ nháy chuột trên màn hình. Nháy ở đây nhá. Đó. Đây, chúng ta có thể sao chuột xoay bất kỳ, thấy chưa nào? Thoải mái. Đấy. Như vậy là đồng thời
đồng thời gì, đồng thời là đây này, đồng thời là vừa nhận vừa vừa cảm biến được màu sắc này, vừa cảm biến được gì, cảm biến được chuột, được 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 nháy chuột đó, và một cái trình tổng thể như vậy. Các bạn đã hiểu chưa? Chúng ta ghi lại và vẫn là một ghi lại và vẫn là bài số 3 nhé. Thôi như hôm nay dừng lại ở ở đây nhá. Không có bài tập về nhà thầy. Còn tập ở nhà mà thầy không kịp thì thầy sẽ chuyển lên cái trang Facebook nhá. Để chúng ta xem nhé, chúng ta làm nhé. Vì hôm nay là thầy không kịp mà, tức là thầy có rồi nhưng mà thầy không kịp ghi lên đây, thầy không kịp mà thầy ở file chỗ khác nhé. Các bạn nghỉ nhá. Dạ, cho thầy. Ừ. Thầy.